Hi, chào tất cả các bạn. Bữa nay mình tới cái ông nursery ở San Diego nè. Nè ông xã mình, ông chở mình tới đây với bà chị của mình nữa. Đi tới đây coi cây thì cái này là cây hồng quân nè các bạn. Cây hồng quân này trồng ở trong cái chậu này ha. Được bao nhiêu lớn đây là 30 năm rồi. Quyên có nói là 30 năm, chủ vườn nói là 30 năm. Đây là cây hồng quân ha. Bán thì giá là 3.000 đó. Đó. Mọi người thấy không? Thì còn ở đây bước vô là cây sabuche cũng trồng trong chậu 100 gallon luôn, mà mọi người thấy cây lớn gì không? Nè. Bự lắm. Rất là to trái luôn ha. Đó, đi vô nguyên một hàng là mãng cầu đủ loại đủ size hết trơn luôn. Nè mọi người thấy mãng cầu không? Đây là cái thùng nè. 5 gallon. Mãng cầu đủ size đủ loại hết trơn. Anh cái địa chỉ của mình là ở đây là ở đâu anh Quang? 2528 Candle Drive. Đó, San Diego, mọi người có tới đây mua thì mua ha. Ông nursery search trên Google. Đây nè. Hả? Đây nè. Địa chỉ đâu? Đây. Nó kêu là ông là họ ông ha. Đó, ông nursery. Ông nursery. Cái địa chỉ là 2528 Crandall Drive, San Diego ha. Đó, mọi người muốn mua thì tới cái địa chỉ này. Quyên nó bán nhiều cây lắm, cây nó cũng rất là tốt luôn. Mọi người thấy mãng cầu không? Mình lựa tha hồ mà lựa luôn nè, bất cứ các loại cây luôn á. Mãng cầu nè, xoài nè, đủ loại hết trơn luôn nè. Đó, mãng cầu khi mà nó chín nó ra trái nè, mọi người thấy không, đủ loại chân nè. Đó rồi mãng cầu này nữa, đó là con của Quyên, nó chụp hình khi mãng cầu chín nè. Mọi người thấy cây không? Đó, đường đi vô nè, mãng cầu nhiều lắm, mãng cầu trái lớn như vậy đó, đủ loại ha. Cái bàn tay cầm không hết luôn đó, đủ loại hai bên luôn nha các bạn, tha hồ mà coi. Rồi ở đây có cây này, cây gì vậy ta? Cây này cây gì vậy ta? Quyên ơi, cây này cây gì vậy em? Ở nhà có cái cây chổi, cây bông không phải, cây bông sô đũa. Bông sô đũa hả? Trời ơi, bông sô đũa mà cũng có trồng ở đây nữa nè. Héo rồi hả? Đụng nó héo rồi hả? Đụng cái nó cuốn vô, không phải. À, bông sô đũa. Trước mặt luôn, kêu con gái chụp cái giúp cho khách đó, ảnh ghi hết trơn information này nè. Nè, vậy chấm kìa. Dễ lắm. Còn mà chị đây là cách dạy chấm bông mãng cầu nè các bạn. Bởi như chị muốn chấm thêm cái tạo giống mới á thì chị hút nó phân thì giống như cái bông của mãng cầu Úc đi. Chị chấm cho mãng cầu mới thì nó ra cái mùi giống vậy, hiểu chưa? Cái mùi nó lai ra nó thơm cho chị ăn cái trái nó ngon, nó không có mùi đó. Tức như mình lấy cái bông của nó mình khử lấy ra, lấy đầu mình lại quay chậm lại cho mọi người coi nha. Lấy đầu mình hứng lại. Mấy cái nắp đó, đúng rồi. Chị xài được nhiều cái khác nha. Giống như cái này bỏ tủ lạnh xài được sao? Dạ, được. Dạ, nó có thể mấy ngày cho chị nhiều. Đó, mãng cầu. Em. Cái bông, cái phấn nó nhiều lắm. Quyên, mãng cầu của mình đây có mấy loại? Nhiều giống lắm, cái 40 giống không đó. Hả? Yeah. Mãng cầu ở đây bán có đủ. Nói mà sơ, chị này hỏi không, mới mua là gần 10 giống rồi đó. Vậy đó hả? Mãng cầu mẹ, trái mãng cầu Úc luôn á. Mãng cầu ở đây là có 40 giống nha các bạn. Tha hồ tới đây liên lạc với Quyên nè, chủ vườn. Đây bà chủ đây. Có gì hỏi Quyên nè. Sao nó bự dễ sợ luôn á. Đó, thấy chưa? Qua trời luôn, cho coi, cho coi. Em cho coi cây này, cây sabuche. Coi trái của người ta nè. Thấy ham không các bạn? Quá trời luôn. Hello con gái. Ôi ôi coi nè, thấy cưng không? Trái nè. Đợi cái em lấy đi quá trời luôn. Thôi đi ra sao là nhiều lắm. Có dịp Quyên dắt mình lên trên vườn còn đã nữa. Ôi coi cây mận nè. Cây mận này các bạn ơi. Quyên nó trồng bông cây trái của đó nè. Ở chỗ này á hả là thôi. Đủ loại, đủ loại hết. Toàn là trồng một chậu 100 gallon không mà cây nào cây nấy kinh khủng luôn á. Không, các bạn thấy không? Bỏ đủ nước, đủ phân hết.
Cây nhãn cũng vậy, toàn là cây bự không, tất nhiên chậu trăm ga lông mình có thể được cây bự được hết trơn luôn nha, toàn trong chậu hết nè. Ô cái này lan hay gì vậy, ga bông đó. Rồi đi chứ đi. Anh Đại thấy cây bản cầu không? Anh Đại trong cái chậu bự ghê không? Nè, phải nói không? Chậu mình trong là đúng rồi. Cây này cái gì vậy? Bản cầu đó. Trời ơi, tới mùa xuống đây nè, Quyên nó có bản cầu nhiều lắm. Tới 40 loại hả Quyên nói nãy. Ổi, bản cầu. Ổi nè, ổi giống này cũng lạ nè các bạn. Ô cha. Xí. Đủ loại, ở đây là rất là lớn luôn. Cây đó cái táo tàu đó anh Đại, bự quá trời. Oh my goodness. Đó. Cây nhãn nè. Đó, cái vườn ở phía sau này còn một cái vườn lớn nữa. Có dịp mình sẽ lên quay cho tất cả các bạn coi. Hả? Đây nè các bạn. Nhãn nè, cây nhãn giờ trái nhóc hết trơn luôn rồi nè ha. Nhãn à, đủ loại hết trơn. Đủ loại hết trơn luôn nha. Tụi anh thích trồng cây là cho nó trúng tủ. Đó các bạn thấy không? Thôi, giờ sáu hết cờ cho mấy nãy nghe nói không vô ba dính trơn à. Làm vườn. Làm kỹ luôn hả? Trời ơi. Đó các bạn thấy không? Quá trời cây luôn nha. Nếu mà muốn tới đây mua thì tới ông nursery ủng hộ Quyên nè. Đó, các bạn coi nè. Sari có trái nè các bạn. Sari trứng cá. Đủ hết trơn. Sari trái chín này nè. Ủa, thấy không? Ở Mỹ không có sari chín nè. Ở San Diego cây có rất là tốt luôn. Trời ơi, có măng cục luôn nữa là mới ghê nè. Đó, ai trồng măng cục là có măng cục luôn nè. Xoài nè. Đó. Tại giờ này chưa về hết luôn. Sari chín hả chưa? Măng cục. Chưa về hưu nữa, về hưu là tới giờ về hưu lại lên chơi vô đó luôn. Đó, đấy, thấy chưa? Trồng sẵn cho mình hết. Chị này ăn cắp chứ sao kia của người ta. Chị nó quen kêu chị ăn. Đây là chủ kia bản. Thấy rõ ràng nha, ăn mày thế nào thấy chưa? Đây chánh hiệu sao kia gò công nha. Đó, ăn thử ngọt không? Nè, thử đi. Rất là ngon. Ngon không? Ừ. Ừ. Cái hương vị này lâu lắm mới được ăn. Hai lần là mấy cây kia cũng giống như là cây các bạn ơi ngon quá. Trong bắp gì kim bẻ gì đó. Cây nhãn, cây để giùm mấy chủ nhà. Cái cây này cứ bỏ ra phải hai lần như vậy hả? Cho anh Đại kìa. Cho anh Đại. Ồ, ừ cái này. Lâu lắm rồi mới thấy nó. Thôi anh Đại có rồi kệ thôi khỏi. Đây. Lâu lắm. Trời mình phải xuống ngay mùa á. Mới sướng. Tại vì năm nay cái thời tiết nó lại trễ á. 2 tháng nữa mới có trái cây. Đâu là cái cây nào đâu Quyên, cây nào cây Hồng Quân đâu, cây này hả? Hồng Quân cây này hả? Cho mọi người này, coi. Cây này là 5 tuổi đó. 5 tuổi là cây này hả cưng? Rồi có 9 năm đồng rồi. Còn 10 tuổi là cỡ nào? Ở trên đây nè, cây gần 10 tuổi. 10 năm ha, cái đó mới 5 tuổi thôi, vậy đi con cây 10 tuổi. Này, mấy cây ta chơi ở đây nè anh. Cái này thì 275 rồi. Cây này 7 tuổi. Cây này 7 tuổi hả? Để chỉ cho chị coi cái. Rồi chị xem. Đây là cây này cây 7 tuổi của Sơ Bôi Trê nha các bạn. Đó, Quy nó bán cây này. Đây là ảnh thu hoạch được từ cái vườn của Quyên nè các bạn. Sari gò công trái to bự. Bữa nay ăn được hương vị quê hương các bạn ơi, ngon lắm. Đó, ăn thử đi, ngon không? Để ăn cái nhỏ thôi. Trời, lâu rồi mới được là cái hương vị này. Chua chua ngon hả? Ngon quá cháy. Mọi người coi xoài của Quyên nè. Đây đường đi lên đường cây ăn trái nè các bạn. Cây cốc của Quyên. Đây cây này là cây hình như cái vườn này là cái gì cũng có hết nha các bạn. Cốc nè. Cái tới đây kiếm Quyên nha. Đó, mít nè. Kiếm chị Quanh hả? Chị Quanh không có đây. Cái này chủ vườn là Quyên. Kiếm em gái tôi tên Quyên.
Đó, quảng cáo giùm cho em Quyên luôn. Cóc thì các bạn ơi, thấy không? Đó, quá trời luôn. Đó là cóc đây, cô nàng đang bẻ cóc và tầm vuột. Tầm vuột ngọt. Cây gì cũng có hết, cứ kiếm lên đây kiếm Quyên. Ông nursery. Để gọt mà lý cả, nó mạnh lắm. Nó dễ trồng. Mà cái trái nó tới 3 phao một trái, nó không có ít trong nó dài giống cái sò tượng mình đó. Ứng độ ngon lắm à. Ngọt không? Dạ. Sống thì nó chua, chín nó mới ngọt. Nó xoài xoài mà Ấn Độ mà loại nhỏ á, nhỏ giống như mình á, nghe nó ngon lắm. Xoài thì không biết. Tuổi là cây cây hồng quân, giống như cây sung đó. Ừ. Cây này cây hồng quân. Đúng rồi đó. Đó, cây hồng quân đó nha các bạn. Đấy là cây hả? Cái này là loại 8 tuổi. Giống kìa. Các bạn ơi, đây là cóc tầm vuột. Ở trong đây cũng có tầm vuột nữa nha các bạn. Nếu mà ai thích mua thì cứ vào vườn của Quyên nha. On Nursery. Ok, bye, chào tất cả các bạn.